Trời ơi. Đây, khỏe không bảy? Khỏe anh. Sáng ăn uống quần gì chưa? Chưa có quần gì đâu ăn vậy. Dạ hả? Ngồi nói lát lên thì có mấy cái ăn nè. Ông lo ông ăn đi ông ơi. Sao? Dũng vô cảnh, Dũng vô cảnh. Rồi. U vô kỹ nha. Rồi. Bỏ liền. Này. Ê. Đừng có nói lấy cái khăn mà lau cái đũa cái muỗng ăn là chết nha. Cái khăn lau miệng lau mặt mà tôi cũng phải đem ra nhà thôi. Cũng dơ lắm. Nhiều mà. Trời ơi. Nó trắng dữ rồi cái chỗ này nó lau đũa rồi. Ô dơ. Thiệt hả? Có mình ên mà đâu ai phụ đâu, vậy thôi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi buôn bán đổ tao thì cứ đổ tùm lum về. Trời ơi. Giò gân. Giò gân. Nhớ cái ý tôi ha. Giò gân. Ok, hay quá. Rồi. Nhớ luôn. Cảm ơn, cảm ơn. Nói chính xác là giò đông lạnh á. Thôi mà. Để bán mà đừng có phá người ta tội nghiệp. Giỡn hoài. À, cũng giỡn hoài. Thôi ăn đi. Trời mọi người ơi. Cái tô bánh canh của cô Úi Mỹ Tho ngon quá trời ngon rồi. Mà sắp tới giờ Khang phải đi làm rồi. Mọi người comment đi, gợi ý cho Khang biết là tối nay Khang nên ăn món gì. Khang sẽ quay clip khoe với mọi người nha. Còn nữa, tối nay Khang sẽ lên cho mọi người cái deal mỹ phẩm vô cùng hời. Chỉ có duy nhất trên kênh An Khang Cuộc Sống Không Tẻ Nhạt. Nhớ tối nay nha. Giờ Khang phải đi làm rồi. Khang xuống like nha, bye bye mọi người. Tối qua chắc ngủ rồi. Xe ke hay sao đó. Nếm nếm cái gì sao mà nước lèo vậy mà nó lạc quá trời lạc nè. Ông mới lần say. Ồ người ta nước rì ổm nó nước lèo. Đây gì? Nói bên sạch bằng cái trứng nước rì à. Ông múc bên này, ông chơi bên này nè. Đó. Thấy nè. Quốc. Rồi đổ vô cái tô, vô cái nồi vậy thôi. Cứ cạn nước là chêm đó không á. Vô cái đổ. Bỏ. Gì cái gì vậy? Ê, đừng có làm vậy nghe. Gì? Thì cục cũng tự nhiên nó thấy nước nó lên thiệt hả? Trời đất ơi, từ nhỏ tới lớn rồi ha. Già rồi vẫn không bỏ được cái ở chợ ông làm dữ hả? Không phải, không có, không có. Khi nào mà nước nó chắc lại ông mới múc. Bình thường không có múc. Nó là không dám ăn luôn á trời. Nó giỡn ăn anh. Nè, biết sao vậy không? Sao? Bữa ông gọi cho tôi ông ngon bị quý giá có nhớ không? Ừ. Đó, nên là bữa nay à, chiều ông 8 phần nước lèo thôi, 2 phần nước lã. Pha loãng ra cho mang thanh đạm, hiểu không? Giúp bạn hiền. Hay quá, cảm ơn, cảm ơn. Thôi mai mốt vậy nè, còn cảm ơn hơn nè. Sao? Mai mốt làm ơn nha, khỏi luôn. Ừ. 8 nước lã. Ờ. 2 nước lèo. Ờ. Còn nhiêu đổ nửa ký bột ngọt vô. Ăn chi để mất trí nhớ luôn, để không còn nhớ để trả tiền ông. Được rồi. Nha, cảm ơn nha. Tao hỏi mày lần cuối là mày có nuôi hay không? Tôi nói là tôi không có nuôi. Ông là anh lớn trong nhà, bố mẹ của anh thì phải nuôi chứ. Tao là tao khá giả cho mày là tao nuôi rồi. Mày giàu hơn thì mày nuôi đi. Tôi nói không nuôi là không nuôi. Bốn phận anh là nghe em phải nuôi cái chứ. Cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, này bình tĩnh. Nè, nè, cái gì vậy? Nè, Tết nhất tới nơi rồi. Hai anh em tụi bay ở nhà không lo dọn dẹp. Tự nhiên ra đây ngồi gây lừng gỗ là sao vậy? Đây là Tết nhất thì mới nói chuyện gia đình được. Mà chú coi, có chuyện nuôi cha mẹ mà cũng đùng đuổi trách nhiệm cho con nữa. Nè, 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 cái thằng kia nghe chưa? Nuôi cha, nuôi mẹ là trách nhiệm, là bổn phận của phường làm con. Phải lo cho đàng hoàng, sao mà bị đùng đẩy là sao, mà gây gỗ là sao vậy? Con không có đùng đẩy. Đây cũng đây là cái trách nhiệm, là trách nhiệm của hai đứa. Ổng cũng là trách nhiệm của ổng, tôi cũng có trách nhiệm của tôi. Ê, không có nói chuyện của đó nha mày, tao ăn mày nha. Ông Tài. Cái gì? Về bên kia ngồi ăn đi. Ủa đặng vậy, về cha mẹ nó này, cái vụ đây nè. Một lát nữa trời đánh hai thằng nó trúng ông bây giờ. Ủa cái gì hả, trời đánh. Đi ra khỏi quán. Trời đánh cái trái của quán tao rồi, tao lấy đi tao bán người ta hả? Đây là chuyện của tụi con, chú biết gì mà xí vô. Nè, trời đánh cho anh bữa ăn. Trời, cho tôi mấy mũi già này mệt ghê, nó đang ốm sùm trời đất nè. Thôi mà tụi bay á, đừng có gây gỗ nữa, Tết nhất tới nào gây gỗ ốm sùm rồi đánh nhau nữa bây giờ đó. Ba cái chuyện mày nín đi, mày nín. Ba cái chuyện cha mẹ không nuôi được á, thì hai đứa ở nhà tự giải bảo nhau. Ra ngoài đường cãi lộn cái nào, hàng xóm ta nghe được ta cười cho mặt tụi bay á. Nha, mấy chị nó về nhà nó cãi lộn trước mặt ông bà cho ông bà buồn chơi. Rồi đi sớm rồi tụi bay khỏi phải tiền nặng, khỏi phải nuôi ai.
Chú là ai? Gì? Bây giờ tụi bay làm sao? Tụi bay làm sao? Hả? Cha mà nuôi không được hả? Nếu mà cảm giác mà nuôi không được, sáng dậy dắt ông qua đây ăn bánh canh miễn phí. Gì trời? Đó. Rồi qua bên kia uống cà phê miễn phí luôn. Gì cha? Còn nếu hai ông này lo không được, còn ông Tài nữa, tụi bay biết rồi. Ông Tài nguyên cái xóm này là ổng lo hết. Đó, có gì qua ổng lo hả? Còn ngươi bây giờ tôi về nè. Trước nha. Cẩn thận cho thấy trời chuyện lắm rồi đó. Quý tiền tào lao đi không giao nhiệm vụ người ta tốn kém gì cha. Quý vợ sợ, quý vợ sợ chết. Đó. Giờ á, nói đi nói lại cũng là phải hiểu được cái nguyên nhân rồi. Thấy không? Giờ thằng này nó là coi như nó lo được, nhưng mà nó kinh tế nó khó khăn, nó không có tiền để là lo cho cha cho mẹ. Thấy không? Còn thằng này kinh tế thì nó khá hơn chút, nhưng mà nó không có điều kiện, nó không có người, nó có một mình đó, nó không lo không được. Bây giờ hai đứa tụi con nó suy nghĩ kỹ đi. Thấy không? Giờ hai người bay gộp lại đi, tìm cái phương án nào tốt nhất để mà lo cho cha lo mẹ mình. À, còn nếu tụi bay tìm không được nữa thì còn tao. Nữa có gì tao lo cho nữa. Ủa ông vô hộ khẩu gia đình ta nào vậy? Tự nhiên ông đang lo cho gần nguyên một cái chợ ở cái xóm này luôn rồi. Cái gì của ông hết mệt quá. Bây giờ đơn giản nè, con cái là phải lo cho cha cho mẹ, hiểu chưa? Bây giờ không có thời gian mà có tiền, rồi một đứa thì có tiền mà không có thời gian, đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ mỗi đứa đem cha đem mẹ về lo cho người góp công người góp của gì đâu. Giờ người lớn nói phải nghe, tụi bay suy nghĩ đi. Hả? Cha mẹ tụi bay đẻ tụi bay ra, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, nuôi tụi bay khôn lớn, để tụi bay trở thành nên người, làm và việc có tiền lo cho cha cho mẹ. Mẹ đẻ mới đẻ đau, đẻ đau đớn với cha. Ủa cha nó không lo hả? Cha nó không lo hả? Ông cãi cái gì cha nó không lo hả? Ông cãi gì? Nói tiếp đi. Đúng chưa? Cha mẹ nuôi con không tính tháng ngày, con nuôi cha mẹ tính từng ngày từng tháng. Má mày mất dạy tụi bay. Nè. Không được, bực tụi này chứ. Thôi mà bỏ đi cái tật xong rồi. Cái tính ông nó nóng y chang như là phân eo mới ị vậy. Nóng quá không có được. So gì mà tụi bay. Được rồi, con đi về đi con. Về đi, rồi lát tôi qua nhà tao nói chuyện tụi bay sao. Đi về đi. Ở đây ông nóng hồn quánh tụi bay. Đi về. Hai này mà không cản tụi quýnh nó chết luôn, tụi nó thiệt á. Mà thôi được rồi. Tới ông nữa. Tôi nói thiệt với ông á, nói ông bao đồng thì sợ ông tự ái nha, mà nói ông nhiều chuyện á là đúng là ông nhiều chuyện luôn á. Nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện dữ dằn lắm, mà ông nhiều chuyện ông làm cho bạn bè cũng như là nhiều khi mít lòng nhau luôn á. Không phải thì mình không phải à, tôi hỏi ông nè, bây giờ tôi hỏi ông là cái chuyện gia đình của ông lo nên thân nên nết chưa hả? Lo chưa? Trong khi người ta muốn ở gần con cái giống như tôi là muốn ở gần con cái mà không được, trong khi ông sao? Con cái không chịu ở gần nó. Nó hỏi nóng nhông luôn á. Mỗi người một cách sống, với lại ổng ở trên Sài Gòn quen rồi, hiểu không? Gì đâu. Không phải ai cũng ở gần con cái, nhưng mà thấy ăn lúc nào cũng lo chuyện cho người ta. Rồi tôi lo mẹ mốt, ví dụ như mấy đứa con của ông mà nó xảy ra tình trạng như vậy nè, rồi đối xử với cha với mẹ kiểu này, rồi tôi không biết ai lo cho ông. Ông khuyên cái gì kỳ cục giống nổi? Có sao có người lo cho tôi. Ai? Khuyên cái gì kỳ cục? Ông với ông này, hai ông lo cho tôi. Còn bảy nữa. Ba người lo cho tôi lận mà. Còn tôi đâu có sợ. Thôi đi ông ơi. Trời ơi là trời, bây giờ sống nay chết mai, biết sức khỏe còn sống nhưng mà lo cho ông hay không. Đúng rồi, không chừng là mai mốt đó, mỗi buổi sáng là ông phải lo ly cà phê để cúng ông á. Ủa gật đầu luôn rồi. Chứ sao, trời chết trước làm cha. Đúng rồi, còn ông nha, làm ơn nha, cúng gì cúng, đừng có cúng cái giò đông lạnh cúng tôi à. Trả thù, chết luôn. Trời ơi, vậy là bán giò heo đông lạnh thiệt hả? Ông nội đó, ổng hù cháu, ổng hiểu không? Rồi ổng nói kiểu đó, tôi lấy giò heo của cháu ổng với ai? Thôi giờ gì nè? Tôi thấy là bây giờ ba đứa mình đang nói chuyện một cái câu chuyện làm như là có hôn á. Tự nhiên cái mong chết sớm gì vậy? Hả?
nói chuyện gì nó tươi sáng xíu. Không có nào, bây giờ cái con cái trách nhiệm mình phải lo cho nó đó, còn nó lo cho mình, nó không lo cho chuyện gì của nó. Mà nếu mà có cái chuyện gì xảy ra thì thôi, già mình bây giờ sống có nhiêu nữa đâu mà ăn uống được cái gì đâu, đúng không? Thì cũng đâu có cần gì nhiều, mấy bạn già mình luôn ủi ủi nhau được đâu. Bây giờ nè, tôi á, ông coi nè, kỹ nè, bản thân tôi nè, vợ mất rồi, thấy không? Ông này á, bỏ vợ, á vợ bỏ. Vợ bỏ. Tính nói bỏ vợ cho nó đỡ nhục với ông, nhưng mà thôi, nói thẳng luôn. Không, mình nói đúng sự thật thôi. Vợ bỏ. Còn này á, không có vợ. Tính gì sao có sợ được. Tính tôi là đào hoa, hiểu không? Đào hoa ông đào hoa, tôi chưa tìm được người nào tâm đầu ý hợp đó. Ê, nhưng mà hỏi chị nha. Lấy vợ vui không quay? Vui lắm. Bây giờ thôi vậy đi. Hả? Mà vui lắm. Mà tết, mà tết vui. Đẻ con, đẻ cái này kia. Chứ tôi nói thiệt nha, nhiều khi á tôi cũng muốn tìm một người nào đó để mà yêu thương. Nhưng mà nhìn ba đứa con không tôi quái quá rồi. Mỗi đứa một nết, mỗi đứa một tính, thôi gặp nhau là nó cãi lộn. Mà làm như là nó được cái là nó không súng vô lúc nha, mà nó cãi lộn nó luân phiên á. Đứa ngoài chợ nè, xong rồi đứa đang về gần tới nhà gặp đứa kia cãi. Cãi xong chia nhau ra nó cãi, cho nó cãi suốt ngày luôn. Cha mẹ sinh con trời sinh tánh là vơ kệ nó không sao, nhưng mà cái này là con tôi. Ông không có duyên á, bởi vậy không có vợ, đúng rồi. Tự nhiên nói gia đình ta cãi lộn này nọ cái tự nhiên nói. Bên đây cuối năm rồi đó. Cuối năm chúng rồi. Tết tới nơi được cái nói gì hoài. Vô duyên vô dụng. Thôi giờ vậy nè, tôi tính là giờ qua Tết đi. Rồi. Tôi lấy vợ. Ông này lấy vợ. Phải không? Ông lấy vợ luôn đi. Rồi ông Bảy lấy vợ luôn hả? Bảy từ lúc vợ. Bảy sao lấy vợ? Đúng không? Tôi không biết ông lấy ai. Từ lúc mà vợ tôi bỏ tôi á, ông để tôi hoài. Chắc gì mấy cha? Tôi khủng đi. Alo. Ủa rồi bộ lời Tết này là không định về luôn rồi sao? 28 Tết rồi chưa thấy mặt mũi mày đâu trơn vậy? Trời ơi, mới sáng sớm mà chị bà đã cằn nhằn rồi. Em nói nghe nè, năm nay công ty em thiếu người, cho nên là em tính ở lại làm Tết. Lương nhân ba lần đó, ngon không? Ủa, bộ là bộ mày quanh năm suốt tháng mày đi làm là mày chưa đã hay sao nữa hả? Có mỗi cái Tết rồi cũng không về được. Nói nghe, mày làm cái gì làm, Tết tranh thủ về dỗ má. Mày không về á, ba chửi chết. Ba bây về đây từ hồi 28 Tết rồi đó. Em nói là em mới tính vậy thôi chứ em chưa có quyết định mà. Chị ba làm cắn với em chứ vậy? Tao cần nhận cỡ vậy á mà mày còn không nghe nữa. Tao nói ha, Tết này không về á, mày thấy cảnh với ba. Rồi, em nói chị ba nghe nè. Buổi sáng, một cái không khí rất là trong lành và sảng khoái của em, chị ba đừng có phá hỏng nó nữa. Bây giờ tới giờ em đi làm rồi. Tạm biệt chị ba nha, bye bye chị ba, nói chuyện chị ba sau. Yêu chị ba nhiều. Alo. Thằng này. Lúc nào không vậy chứ, nói chuyện không được vài câu vậy chứ. Chuyện dăm ba câu là tắt máy à. Gì? Ủa, mẹ ghế của con. Trời ơi, nay ghé xào con nữa. Nói tầm bậy tầm bạ. Vì ba lý ba con nào mà mẹ ghế mày ghẻ ở đây. Không? Phải. Con thấy là ngày nào dì Mai cũng mua đồ ăn cho ba con hết trơn á nghe. Thì tiện tay thôi. Đi chợ mua rồi thấy cũng dư giả quá, đem qua chồng ăn thôi chứ đâu cũng ghê vậy. Phải không à? Phải. Con để ý nghe. Cái ngày mà ba con chưa về là dì Mai đi chợ nấu ăn con mình nè. Cái tới cái ngày mà ba con về á, đi chợ mua đồ ăn gấp đôi. Kể tôi đi. Mà cũng nhờ vậy dì Mai. Cho con. Con chị Di đâu nấu cơm đâu. Là nấu cơm mà chỉ nấu cơm trắng thôi. Còn đồ ăn là dì Mai đem qua. Khỏe đây à? Hai chị em khỏe đây à? Hay quá. Nhờ như vậy mà tôi mới biết được là mấy người lợi dụng lòng tốt của tôi ha. Ê. Mà nhờ con nói cái dì Mai tỉnh ngộ ra con. Con nhìn kỹ mặt dì Mai coi. Thấy không? Lộ cái chữ mê trai không con? Đâu. Đâu có mê trai đâu. Mê ba con à. Trời con khùng quá thì ba con đàn ông ấy còn gì nữa. Mà nói nghe nè. Này là tâm sự bí mật chị em bạn gái nhau. Là có thích ba con đó. Nhưng mà con đừng có nói cho mọi người biết, mình phải là giữ bí mật để không bà con biết rồi còn gì cái sĩ diện của dì Mai nữa. Có, con kính miệng lắm. Dì Mai tin con. Nguyên chợ này ai cũng biết dì Mai mê trai đó. Mê ba con thôi.
Chỗ này biết hết rồi đó hả? Biết hết rồi. Trời ơi, cái miệng của con dễ sợ quá sao qua bên mấy cái cồn á đồn luôn đi. Ừ, có khi mấy cái cồn biết luôn cái gì mày. Thôi đi, đừng có nói. Trời ơi, bắt cỡ ghê lắm nghe chưa. Bắt cỡ hả? Ừ, đừng nói gì hết nghe chưa. Biết rồi, biết rồi. Trời ơi, cái con này thiệt tình luôn à. Rồi nay dì Mai rồi đi chợ mua gì nè? Phải mua cái này. Đi mua cái gì? Ghé sạp con mua trái cây mua cái gì? Nói không, mình dần lân hoài giờ tôi không nhớ tôi mua cái gì đây nữa nè. Thôi thôi được rồi, giờ tôi đi về. Rồi coi tôi nhớ tôi mua cái gì tôi vòng ra tôi mua nha. Ủa đi về hả? Nhớ rồi. Nhìn cái bụng bầu là nhớ rồi. Bán cho dì Mai chục xòi. Ủa rồi liên quan gì tới bụng con? Cái màu vàng. Màu vàng giống cái màu áo của con đó. Cũng hợp lý, cũng hợp lý. Cũng ông bà. Dì Mai mua nhiêu nè để con lấy cái gỗ con đựng. Dì Mai rồi, mua nhiêu? Lấy một chục thôi, vô lấy đi rồi Mai lựa cho. Dạ rồi, rồi. Lấy một chục ký. Lấy một chục ký nha. Để ăn cơm Nhữ. Thôi anh ăn đi em đi ra bán vé. Mình gấp dữ vậy trời. Ơi, nhiều người mua vé về quen tới lắm anh ơi. Mà không biết mắc cười lắm. Làm gì mà người ta đổ xô về người ta mua vé ăn Tết nhiều vậy nữa. Ngày lẽ mình năm nào mà không đợi xin Tết trời. Thì bởi vậy mới nói có người này người kia. Có nhiều người người ta không có biết. Thôi anh ăn đi để em ra bán vé. Đi. Alo. Ủa anh, chừng nào anh mới được về nghỉ Tết vậy? Anh định chờ xin Tết. Anh cứ nói với con là đợi anh về rồi anh chở nó đi mua đồ Tết. Vậy mà thằng Lượng nó cứ đợi anh hoài mà có thấy anh về đâu. Bây giờ em thấy anh đi mua đồ cho con thì tranh thủ kiếm tiền. Đâu phải anh ở không đâu, đúng không? Rồi thôi nè, anh đang ăn cơm rồi. Rồi có gì nói chuyện em sao nha. Chiều nay mẹ chở Lượng đi mua đồ Tết nha. Ba bận rồi, ba về không được. Ủa mẹ, sao lúc nào ở nhà mình cũng chỉ có hai mẹ con mình thôi vợ? Thì ba bận đi làm mà. Đừng có buồn ba nha. Mẹ, ba cũng đi làm, mẹ cũng đi làm. Nhưng mà mẹ vẫn có thời gian ở bên con. Con không biết là ba có thương mẹ con mình không nữa. Thương chứ sao không thương. Thương mới đi làm kiếm tiền nuôi anh nè anh. Thôi mà, thương Lượng lắm luôn á. Tối nay chiều nay mẹ dẫn con mua đồ, con thích cái gì mẹ mua cho con cái đó. Ok không? Ừ. Trời, cháu nội sao cái mặt buồn cái gì mặt bí xị vậy? Ai làm cho cháu nội tôi vậy đây hả? Ông nội, sao ba con suốt ngày đi lái xe ngoài mà không chịu nhà chở đi mua đồ Tết vậy? Ồ vậy hả? Ai xe hoài không về chở cháu nội tôi đi mua đồ Tết hả? Kỳ cục quá ba con, kỳ cục quá đi. Con mới gọi ảnh tức thì á ba. Ảnh nói là Tết khách đông quá nên ảnh chạy tăng cường Tết luôn. Thì ba biết rồi, Tết nhất mà công việc thì nó phải như vậy. Nhưng mà ít ra cũng phải tranh thủ, phải không? Nghỉ mấy ngày Tết để về lo cho gia đình, lo cho vợ, lo cho con chứ. Làm vậy sao được? Dạ thì con có khuyên ảnh. Nhưng mà ba biết tính ảnh cọc tính lắm. Cứ hễ con nói là ảnh kêu không đi làm thì tiền đâu mà ăn. Rồi ảnh cằn nhằn tối ngày à. Tính khí cái thằng này cũng không khác gì tôi à. Thôi được rồi, để ba gọi ba nói chuyện với nó. Dạ. Vậy thôi để con xuống bếp con nấu cơm nha ba. Ừ. Lượng, ở đây chơi với ông nội nha. Dạ. Nha. Bây giờ còn cháu nội tôi, hai ông cháu mình ngồi đây. Bây giờ tìm gì ta? À, con nhổ tóc ngứa cho ông nội, tóc bạc. Ủa khoan, ông nội có tóc đâu mà con nhổ? Sao không có, cứ nói vậy cũng có chứ. Nhổ đi, có thưởng, có thưởng. 1 cộng 5 ngàn nha ông nội. Trời, mắc dữ vậy? Mới hơi nghiệp không cảm nè. Được, 5 ngàn thấy không? Nè, nhổ trúng 1 cộng tóc đen là phải tối tôi lại 5 ngàn đó. Okay, chốt kèo luôn rồi. Chơi, chơi chưa? Vậy là ông nội nằm xuống đây đi. Nằm xuống chi? Vậy, ông nội cao quá.
quên. Nằm xuống đây ha. Chà, cái gối này êm à. Ủa sao được, ông nội hỏi nó có còn tóc gì nữa chứ? Nói vậy chứ cũng có. Có tóc bạc chứ. Coi chừng đó nha, có tóc bạc. Ái da. Ái da. 150. Cái gì 150? Một trăm như thế nào? Trời ơi, nó chơi 100 luôn. Cảm ơn anh. Bụng ra đi. Anh. Mình coi cái mình tính cái chuyện của mình lần lần đi nha. Bữa nay ăn uống cho vui đi mà. Anh sao á, cứ mỗi lần nhắc cái chuyện này á là anh cứ rề rà. Phải là rề rà, nhưng mà mình lớn tuổi rồi, tự nhiên tính cái chuyện đám cưới rồi anh thấy nó kỳ kỳ á trời. Anh mới kỳ á, bây giờ mình lớn tuổi thì mình mới tính cho lẹ đây nè. Bây giờ tuổi mình càng ngày càng lớn, anh cũng vậy. Không lẽ bây giờ anh cứ mình quen nhau mình cứ lén lai lén lút như vậy hoài hả? Trong khi tại sao bây giờ mình không công khai đi, đặng mình còn về mình sống với nhau nữa. Chứ cứ vậy hoài em mệt dữ lắm á. Thì biết, nhưng mà thì bây giờ công khai cũng được đi, nhưng mà còn cái chuyện mà em kêu anh qua ra mắt ba mẹ, trời ơi chết luôn. Anh cứ vậy á, anh không thương em chắc luôn á. Không phải là không thương, quen nhau cả năm rồi đó. Ồ, em cứ hỏi anh cái câu có thương không, có thương không hoài, thương lắm luôn. Nhưng em cũng biết rồi đó, anh thì đó, ai gần anh thì biết thương anh, quý anh. Còn những người lớn tuổi á, họ thấy ngoại hình của anh á là trời ơi, anh bảo đảm ba mẹ không có chịu đâu. Sao không chịu? Thôi giờ vậy nha. À, Tết này cái về ra mắt nhà em luôn đi. Nha. Dễ lắm. Ba má em dễ dữ lắm. Anh chỉ cần nha, anh đứng trước mặt anh xá ba cái thôi là được rồi. Trời đất ơi, em nói y như là lạy người chết vậy á trời. Thì chết rồi. Ba má em chết rồi. Em xin lỗi nha. Hồi đó giờ vô tâm quá anh đâu có biết đâu. Không có gì đâu. Ủa vậy chị hai nuôi em từ nhỏ đến lớn hả? Ừ. Thì từ lúc mà ba má em mất á là một tay chị hai em lo lắng cho cái nhà này rồi chăm sóc cho em đó. Nha. Tết này về ra mắt gia đình em nha. Chị hai khó không? Không, chị hai dễ thương lắm. Không có khó. Hứa nha. Hứa. Rồi, Tết. Tết nha. Tết. Không có hứa lèo với em đâu nha. Chắc chắn. Ừ. Nè. Ừ. Nè. Ừ. Cà phê chú bạn ơi. Ê, có liền. Khỏi thôi chú. Dạ, sọt dữ bay, khỏi tối luôn ta. Dạ, ngày nào cũng gặp khách điền vô mắng rồi. Quá trời. Không đạn liền cà phê 12 ngàn mà đưa tôi 9 ngàn, cứ khỏi thối mày. Thiếu 3 ngàn nha. Đồ âm binh dữ vậy trời. 3 ngàn đưa thiếu điền. Nhớ nổi luôn. Đóng mặt tôi cùng cha. Hả? Cái gì buồn hả? Ồ, không buồn. Lo, thấy cái quán nhà có 2-3 ly nước. Quán ông ngày nào cũng đông khách. Không ế, mất gì lo. Không phải là cái chuyện này. Ồ, không cần khách nữa hả? Không ế hả? Phải, cái hạch toán kinh tế của cái phần này là xong rồi. Hiểu không? Ủa, chứ có chuyện gì đó mày lo? Thì bạn gái tôi nè. Ủa má ơi, chứ giờ ông có bạn gái nè. Cái người đáng lo là bạn gái của ông á. Trời ơi, mù hả? Sao chọn không vậy? Giỡn hoài, đã vậy. Không có giỡn, đang nói thiệt á. Đang muốn tôi về ra mắt gia đình tôi đó. Ra mắt ba mẹ của bạn gái tôi nữa mới chứ. Ừ, cái chuyện này mới đáng lo nè. Ví dụ như 2-30 năm trước thì cái chuyện này nó bình thường lắm. Ờ. Mà tới tuần tuổi này rồi,
mà về ra mắt rồi. Rồi thí dụ gặp mình xưng hô sao, khi nhỏ tuổi của mình thì kêu sao không lẽ? Ý, em ơi cho anh lấy con em hay sao? Không có xưng hô, chỉ có tôi nói chuyện với lại ba mẹ. Tôi ấy đâu. Sao không hiểu chưa hiểu ta? Chết rồi. Chết rồi hả? Về đối diện với cái bàn thờ để ra mắt hai ba. Ơi, từ nhỏ nói lớn mới là à quên nữa. Nè, tôi không phải là cái dạng mà trâu già gặm cỏ non nha. Nghĩ gì sao rồi hả? Bạn gái của tôi là đạt tuổi con mình luôn á. Lớn tuổi gì vậy hả? Thì sao? À, anh chưa có biết nữa. Thì biết. Biết luôn hả? Biết. Ờ, trong cái sớm là ai bằng tuổi tôi mà chưa có chồng ta? Thôi khỏi nói nha, từ từ rồi ông, rồi ông Tài, ông Bảy này kia là biết hết nha, nhưng mà không phải là lúc này. Không, cái gì? Nhớ nha, có được nói cái chuyện tôi vừa nói nha. Bà chỉ với mình người kia mình không được nói người ta nghe. Xin lỗi không mà, tôi vừa thấy ấy là nghe kể xong rồi kể cho hàng cả xóm biết á, biết không? Cô ấy được không? Không chứ. Lên đây đi. Tự nhiên bộ giàu lắm mà không muốn bán cho ngồi làm gì đâu. Ơi, tính ra là ông cũng hưởng thụ dữ ha. Hưởng thụ gì? Từ lúc về quê, sáng nào cũng làm cà phê, quá ngon lành. Nè, cưng chẳng đã mới ngồi đây uống nghe. Ủa mà quán mấy chữ sao nó chuyện kỳ cục vậy? Không phải, ở đây giống như một cái chỗ tạm thôi á. Bợ đó. Giống như đi đường mà mỏi giò đó, rồi ghé ngồi chơi chút xíu vậy, chứ ở đây cũng chả có gì mà thú vị hết. Biết không? Chà, nói chuyện này tự lái gì vậy? Tôi hẹn Lộc con tôi ra có bàn công chuyện chút xíu. Nhiều chuyện lắm. Nghĩ cái quán của mình giống như cái chỗ mà hòa giải gia đình hay sao ta? Tài tới đây Tài là cãi lộn, tới đây hòa giải, cãi lộn tới đây hòa giải. Ê, Mai tính là vừa mới sinh luôn. Thế gì? Làm trưởng ban, tổ trưởng tổ hòa giải. Cái đó, cái cho không biết gì nè, không biết tới có cho hay không nha. Nhưng mà cái thứ mà cái công chuyện gia đình người ta, rồi công chuyện tròn xóm người ta mà thọt cái miệng vô đòi xử này kìa nọ đó ha, cái đó là cái đồ vô duyên đó. Trời, nói chuyện cháu được xong tôi tên hơn với ông bị hay thiệt. Bây giờ có làm cà phê không? Không làm. Không làm thì đi về. Mở quán sao không làm? Ờ. Sao không làm chứ mà là không làm? Làm đi. Ê, làm vô đây con, cà phê không? Không, nó không uống đâu. Dạ con uống. Lát con dậy ngủ. Tôi biết nó uống. Thầy đi. Uống đi vô chứ không có doanh thu chứ. Thôi rồi con, ba kêu ly của ba rồi. Có lát cho con ly cà phê đi. Ở đó chẳng hay, không cho nha, bán nha. Dài ở đó chẳng hay vậy. Sao chú hề hước mày? Vậy á. Vậy mà vợ bỏ chú gì hết. Ba không giỡn nha, không giỡn kiểu đó nha. Gia đình tao không giỡn nha. Sao chọt hoài. Vậy đó. Mai con về con ngủ nữa, rồi con phải chỉ quay ngược Sài Gòn á. Cái gì? Chạy nữa. Trời ơi, Tết nhất tới nơi rồi, hôm nay 28 Tết rồi chưa nghỉ hay sao con? Ồ, cũng kiếm tiền với ba, lại bên công ty người ta thưởng lớn lắm, cho nên cũng tranh thủ kiếm tiền. Ba biết kiếm tiền là đúng rồi, là kiếm tiền rồi, nhưng mà con phải biết là hôm nay là 28 Tết rồi, Tết nhất tới nơi rồi, con phải một thời gian con về nhà ha, để con chăm sóc cho gia đình con đó. Con chăm sóc gia đình rồi con, đưa vợ đưa con đi mua sắm này nọ nhà cửa rồi dọn dẹp rồi chứ mà đi hoài sao nữa con. Vợ con nó hiểu con mà, thằng Lượng nó cũng hiểu mà, có chuyện gì thì má nó lo cho nó thôi chứ gì đâu mà bà lo. Má lo, má lo cái gì, con làm kiểu này á, con cứ đi kiểu này gì hoài đó là ba nghĩ là cái chuyện nhà cửa con á mai mốt rồi thằng con á chắc nó mồ côi quá. Chứ là giờ này Tết nhất tới nơi mà cha nó đâu không thấy nè, về ăn sum họp gia đình mà không có là sao, nó buồn không? Buồn không phải là nó là không có cha hả? Ba nói gì sao nặng lời lắm. Nặng gì? Con không phải giống như ba hồi xưa đâu. Ba làm sao? Giống ba làm sao hồi xưa? Còn nữa, ba hồi xưa ba nói ba kiếm việc làm gì đó, mà con nói thiệt với ba nha. Cái hồi xưa là nó khác. Con nên nhớ nè, hồi xưa là việc làm á, tìm việc rất là khó, mà có được công việc làm nữa, lúc còn trẻ mà ba tranh thủ ba làm thật là nhiều tiền để ba sau này ba lo cho cái hậu sự mình nữa. Còn bây giờ là khác. Ba nói gì cũng được hết á. Hồi xưa á nó ít người, rồi nó ít việc luôn, bây giờ là nhiều người, mà cái người mà cần việc nó gấp đôi như vậy nữa. Con hỏi ba nè, con không lo tranh thủ kiếm tiền đâu mà con lo vợ con, con lo cuộc sống với vợ con,
tiền này rồi tiền nọ, tiền học nó tùm lum, nó đủ thứ tiền á. Ba cũng không hiểu đâu. Sao không hiểu? Mà con nói thiệt với ba, con biết ba sao. Ba sao? Ba suy nghĩ, ba cứ nghĩ đến cảm xúc của mẹ không? Ba cứ nghĩ đến cảm xúc của tụi con rồi đó không? Giờ nói ra cái gì á, ba cũng bác hết. Hồi xưa ba cũng y chang vậy luôn á. Đúng vậy, hồi xưa tao thì tánh của ba thì nóng tánh, cho nên tụi con không có dễ gần người ba được. Bây giờ ba cũng y chang vậy luôn á, không ai gần ba được hết á. Thằng Ý, thằng Khang rồi ngay con nữa nè, muốn ba về ở chung với tụi con mà ba cũng không có chịu. Cái suy nghĩ ba nó làm sao á, mà ba cũng không thèm nói với tụi con luôn. Ba có lý do riêng của ba, tụi con không có hiểu đâu. Nói cái gì ba cũng nói ba không có lý do riêng, mà nói cái gì là ba cũng nói là tụi con không có hiểu ba. Mà thực sự con cũng không hiểu là ba đang suy nghĩ cái gì nữa. Con Ý, thằng Khang muốn ba về ở chung với tụi con mà ba cũng không chịu. Con không biết ba nghĩ làm sao nữa. Con đi làm mệt mỏi nhưng mà ít ra con còn lo được cho gia đình của con còn về thăm con dần về thăm vợ con. Còn ba sao? Ba không có chuyện đó, rồi lâu lâu bà lại nạt nộ mọi người nữa chứ. Bộ trong mắt của tụi con á, ba tệ lắm rồi. Con không có ý đó, mà con có những cái suy nghĩ riêng của con. Suy nghĩ gì? Tao ba không hiểu đâu. Nói chuyện cho ba hiểu coi. Thôi đây, bây giờ con nghĩ con sắp chạy rồi. Nè Lộc ơi Lộc, nghỉ ngơi cho nó đủ sức nghe con. Giữ gìn sức khỏe. Con là tài xế đó, con cần sự tỉnh táo. Câu chuyện năm xưa vẫn chưa bước qua, không khí kia cứ như năm rồi, cây lá hoa vẫn chưa đâm chồi. Bao nhiêu suy tư lắng lo, có gì đâu mình cho qua. Hai tay ta ấm mít rô, ngon nhào vô mình vui cả. La 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 la, nhà mùng sáu nó giao thừa.